Chúa, hạnh phúc thay cho người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng Ngài. Nhưng phước bội phần hơn cho người lắng nghe và làm theo lời Thượng Đế. Xin dạy con cầu nguyện giống như răng đã dạy các môn đệ của người. Hãy cầu nguyện thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh khắp nơi. Xin nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha cho những người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Từ xa xưa, các nhà tiên tri đã chép trong Kinh Thánh, Thượng Đế sẽ sai Đấng Messiah xuống cứu chuộc nhân loại, thoát khỏi sự đoán phạt của Thượng Đế. Cuộc đời Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài thật là Đấng cứu thế. Nhà tiên tri Ê-sai đã viết: một thiếu nữ sẽ phải chịu thai và sinh một con trai. Điều đó đã xảy ra. Bởi năng quyền, Thượng Đế đã khiến Mary là một trinh nữ, mang thai khi chưa hề ăn ở với người nam nào. Nàng sinh ra Chúa Giêsu, như đã chép rõ trong Kinh Thánh, sự ra đời kỳ diệu của Chúa Giêsu là dấu hiệu cho biết con trẻ này là Đấng Messiah, Đấng Thượng Đế gọi là con ta. Khi mọi người nhìn vào Chúa Giêsu, họ nhìn thấy bản tánh và quyền năng của Thượng Đế. Ngài chữa lành bệnh, tha thứ tội lỗi và giúp con người nhận biết về nơi ở trong vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã hy sinh, chịu chết để gánh lấy hình phạt thay cho cả nhân loại. Sau đó, Ngài đã sống lại. Điều này cho thấy Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Chúa Giêsu đã phán: ta có quyền phó thác sự sống của mình và cũng có quyền lấy lại. Cuộc đời của Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Messiah và khẳng định kế hoạch cứu chuộc của Thượng Đế đã hoàn tất, trọn vẹn. Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Trong Chúa Giêsu, Thượng Đế bày tỏ chính Ngài cho mọi người trên thế giới. Chúa Giêsu đến ban cho chúng ta sự sống trọn vẹn như ban đầu khi Thượng Đế dựng nên người nam và người nữ. Nhưng họ đã không tin cậy và không vâng theo lệnh của Ngài. Kinh Thánh chép rằng cả nhân loại đều đã phạm tội, và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tội nhân không thể sống trong mối liên hệ với Thượng Đế. Thời xa xưa, Thượng Đế đã sắm sẵn một con chiên để chết thay cho con trai của Abraham, thì cũng một thể ấy, Ngài đã ban Chúa Giêsu giáng thế chết thay cho dòng dõi của Adam, để bất cứ ai bằng lòng đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu sẽ được phục hồi mối liên hệ với Thượng Đế. Người tin nhận Chúa Giêsu không chỉ thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục mà còn được sống với Thượng Đế mãi mãi. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài phán với những người theo Ngài: người ta sẽ nhân danh ta mà rao giảng cho dân của mọi nước, và Thượng Đế sẽ tha tội cho những ai ăn năn quay lại tin nhận Ngài. Chúa Giêsu cũng phán: Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh sống với những ai tin Ngài. Thánh Linh sẽ giúp họ nhận biết chân lý, ban quyền năng cho họ để có thể sống đúng với ý muốn tốt đẹp của Thượng Đế. Khi một người đàn bà đến với Chúa Giêsu ăn năn tội của mình, Chúa phán với bà: tội con đã được tha, con được cứu rỗi vì đã tin ta. Cũng như vậy, bất cứ ai thực sự ăn năn tội và tin cậy Thượng Đế thì đó là bằng cớ để họ được Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Người nào quyết định tin nhận và đi theo Chúa Giêsu đều có thể bắt đầu mối liên hệ với Ngài bằng cách dùng lời nói để tuyên xưng đức tin của mình. Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài là Đấng yêu thương công bình.
Tạ ơn Ngài vì đã yêu con thừa nhận rằng con đã không vâng theo lời Chúa, đã phạm tội với Ngài. Con tạ ơn Ngài vì đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian để chết trên thập tự giá thay cho con, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tạ ơn Chúa Giêsu đã gánh chịu hình phạt thay cho những tội lỗi mà con đã phạm. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ cuộc đời của con. Tạ ơn Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con và mở một con đường để con được trở lại sống với Ngài mãi mãi. Con cầu xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh, chỉ cho con đường lối của Ngài. Nguyện Chúa ban cho con năng lực để yêu Ngài bằng cả tấm lòng và để sống trọn cuộc đời theo ý Chúa. Con ước mong qua đời sống của con, nhiều người sẽ nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Amen. Chúa Giêsu phán: "Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta." Những người tin Chúa Giêsu nhóm họp với nhau, hàng ngày họ cầu nguyện với Ngài, học những điều răn dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Họ chăm chỉ học theo gương của Ngài và nói về Ngài cho người khác. Chúa Giêsu đã dìu dắt và thêm sức mạnh cho họ thông qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, đấng hiện diện trong lòng họ. Họ đã ghi khắc lời phán dạy của Chúa Giêsu khi Ngài thăng thiên về trời trên những đám mây: "Thượng Đế đã ban cho ta tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất. Vậy hãy đi, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Và này, ta luôn ở cạnh các con cho đến ngày tận thế."